Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Người để cho vị đạo tràng, mười phương Phật báo hào quang sáng ngời, trương bao tòa tôn pháp hiền thanh tăng thường trụ tam bảo. Chí tâm đảnh lễ Đại bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Kim lư vừa bén chiên đàn, khắp sông pháp giới đạo tràng, mười phương hiện thần mây bao kiên tường. Chư Phật rõ biết ngọn hương chí thiền, pháp thân toàn Nam mô
Bồ Phật pháp rộng sâu đất nhiệm màu trăm nghìn muôn kiếp tìm cầu. Nay con nghe thấy chuyên trì tụng nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Liên Trì Hai Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Nam mô Liên Trì Hai Hội Phật Bồ Tát. Phật nói kinh A Di Đà, con nghe như vậy. Một thuở nọ đứng Phật ở nơi vườn Kỳ Thọ Cấm Cô Độc về, cùng với 1.250 vị đại tỳ kheo câu hỏi đều là bậc A La Hán, mỗi người đều quen biết Như Lai. Trưởng lão Xa Lợi Phất Đại Mùng Kiền Liên Đại Ca Diếp Ma những vị đại đệ tử Như Thế và hàng đại Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử Dần Đa Bồ Tát Càng Đa Đề Bồ Tát Thường Tinh Tấn Bồ Tát cùng với các vị đại Bồ Tát Như Thế và với vô Đề Hoàng Nhân vân vân. Đại chúng cùng đến dự hội bây giờ, đứng Phật báo Ngài Trưởng Lão Xa Lợi Phất rằng: Từ đây qua phương Tây quá 10 muôn ức cõi phần, có thế giới tên là Cần Lạc. Trong thế Phật hiệu là A Di Đà, hiện nay đương nói pháp Xá Lợi Phật. Cõi đó vì sao tên là Cực Lạc? Vì chúng sanh trong cõi đó không có bị những sự khổ chi hướng những điều vui, nên nước đó tên là Cực Lạc. Lại trong cõi Cực Lạc có bảy tầng bao lớn, bảy tầng mành lưới, bảy tầng hàng cây đều bằng bốn chân, bao bao bọc giáp vòng. Vì thế nên nước đó tên là Cực Lạc. Xa Lợi Phất, lại trong cõi Cực Lạc có ao bằng bãi chất, bao trong ao đầy dãy nước đủ
pháp công đừng đáy ao thuần dùng các vàng trái làm đấng vàng bạc lưu ly pha lê thành những thềm đường ở bốn bên ao trên thềm đường có lầu gác cũng đều nghiêm sức bằng vàng bạc lưu ly pha lê xa cử xích châu mã não trong ao có hoa sen lớn như bánh xe hoa sắc xanh tài ánh sáng xanh sáng vàng tài ánh sáng vàng sáng đỏ tài ánh sáng đỏ sắc trắng tài ánh sáng trắng màu nhiệm thơm tho trong sành xa lời phân cõi nướng cần là thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy xa lời phân lại trong cõi nương của đức phật đó thường trói giang trời đấng bằng vàng rồng ngày đêm sao thời rưới hoa trời mang đà la chúng sanh trong cõi đó thường vào lúc sáng sớm đều lấy đầy hoa đựng những hoa tôn đêm cúng dường mười muôn ưng đứng vân ở phương khác đến giờ ăn liền trở về bôn quân ăn cơm xong đi kinh hành xa lời phân cõi nương cần làm thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy lại nữa xa lời phân coi đó thường có những giống chim màu sáng xinh đẹp lạ thường nào chim bành hàng khổng tước anh và xa lời ca lăng tận và công màng những giống chim đó ngày đêm sau thời kêu tiếng hòa nhã tiếng chim đó diện nói những pháp như ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần ba thanh đạo phần vân vân chúng sanh trong cõi đó nghe tiếng chim xong thảy đều niệm phật niệm pháp niệm tăng xa lời phật ông chớ cho rằng những giống chim đó thiên là do tội báo sanh ra vì sao vì cõi của đức phật đó không có ba đường giữ xa lời phân coi của đức phật đó tên đường giữ còn không có huống gì lại có sự thần những giống chim đó là do đức phật a di đà muốn làm cho tiếng pháp được tuyên lưu mà biến hóa làm ra đây thôi xa lời phân trong còi nước của đức phật đó gió nhẹ thôi động các hàng cây bao hòa đông mạnh lưới bao làm vang ra tiếng vi diệu thế như trăm nghìn tư nhạc đồng một lúc hòa chung người nào nghe tiếng đó tự nhiên đều sanh lòng niệm phật niệm pháp niệm tăng xa lời phân cõi nước của đấng phật đó thành tựu công đấng trang nghiêm dường ấy xa lời phân nơi ông nghĩ sao đức phật đó vì sao hiểu là a di đà xa lời phân đấng phật đó hào quang sáng chói vô lượng soi suốt các cõi nước trong mười phương
không bị chướng ngại, vì thế nên hiểu là A Di Đà. Xa lời Phật đứng phần đó và nhân dân của Ngài sống lâu vô lượng vô biên, A Tăng Kỳ Kim nên hiểu là A Di Đà. Xa lời Phật đứng Phật A Di Đà. Thành Phật nhận lại đến nay đã được mười kiếm. Xa lời Phật lại đứng phần đó có vô lượng vô biên, thành văn đệ tử đều là bậc A La Hán. Chẳng phải tin đêm mà có thể biến được hàng Bồ Tát chúng cũng đông như thế. Xa lời phân cõi nước của đức phần đó thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy. Xa lời Phật lại trong cõi cần là những chúng sanh vãng sanh vào đó đều là bậc bất thôi chuyển. Trong đó có rất nhiều vị bậc những sanh bồ xứ, số đó rất đông. Chẳng phải tính đêm mà biết được, chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên A Tăng Kỳ để nói thôi. Xa lời Phật chúng sanh nào nghe những điều trên đây, nên phải phá nguyện cầu sanh về nước đó. Vì sao? Vì đằng cùng với các bậc thường thiện nhân như thế câu hỏi mồn chỗ. Xa lời Phật chẳng có thể dùng chút ít thiện căn phương đứng nhân duyên mà được sanh về cõi đó. Xa lời Phật nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe nói đức Phật Đà rồi chấm trì danh hiệu của đức Phật đó, hoặc trong một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, một lòng không tạm loạn. Thời người đó đến lúc lâm chung đừng Phật A Di Đà cùng hàng thanh chúng hiền thân ở trước người đó. Người đó lúc trên tâm thần không điên đảo liền đặng vãng sanh về cõi nước cưng là của đức Phật A Di Đà. Xa lời Phật ta thấy có sự lời in ấy nên nói những lời như thế. Nếu có chúng sanh nào nghe những lời trên đó nên phải phát nguyện sanh về cõi nước cưng lạng. Xa lời Phật như ta hôm nay người khen công đức lời in của đức Phật A Di Đà phương đông cùng có đấng A Xung Bề Phật Tu Di Tướng Phật Đại Tu Di Phật Tu Di Quang Phật Diệu Âm Phật Hằng Hà Sa Số những đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra tương lời rộng trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kính xưng tán bằng khả tư nghị công đức. Nhưng thiết chư phần sơ hộ niệm này xa lời phong thế giới phương nam có đứng nhật nguyện
Nguyệt Đăng Phật Danh Văn Quang Phân Đại Diệm Kiên Phật Tu Di Đăng Phật Vô Lượng Tinh Tấn Phật. Hằng hà xa số nhưng đứng vẫn như thế, đều tai nước mình hiện ra tướng lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên, mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán băng khả tư nghề công đức những thiết chư phần sở hộ niềm này. Xa lời Phật thế giới phương Tây có đức vô lượng thọ phần, vô lượng tướng Phật, vô lượng tràng Phật, đại quang Phật, đại minh Phật, bưu tướng Phật, tịnh quang Phật, hằng hà sa số nhưng đứng Phật như thế, đều ở tại nương mình hiện ra tương lời rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên, mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán băng khả tư nghì công đức những thiết chư Phật sở hộ niệm này. Xa lời Phật thế giới phương băng có đứng diêm kiên Phật tôi thắng âm Phật nang trở Phật nhật sanh Phật vong minh Phật hằng hà sa số những đức Phật như thế, đều ở tại nước mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên, mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin xưng tán bất khả tư nghì công đức những thiết chư Phật sở hộ niệm này. Xa lời Phật thế giới phương dưới có đức sư tử Phật Danh Văn Phật Danh Quang Phật Đản Ma Phật Phạm Trang Phật Trì Pháp Phật Hằng Hà Sa Số những đức Phật như thế, đều ở tại nương mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên, mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên kính kinh xưng tán bất khả tư nghì công đức những thiết chư Phật sở hộ niệm này. Xa lời Phật thế giới phương trên có đứng Phạm Âm Phật Tu Vương Phật Hương Thượng Phật Hương Quang Phật Đại Diệm Kiên Phật Tạm Sanh Bửu Hoa Nghiêm Thân Phật Ta La Thọ Vương Phật Bảo Hoa Đứng Phật Kiên Nhưng Thiên Nghĩa Phật Như Tu Di Sơn Phật Hằng Hà Sa Số Nhưng Đứng Phật Như Thế, đều ở tại nương mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên, mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán băng khả tư nghì công đức những thiên chư Phật sở hộ niệm này. Xa lời Phật nơi ý của ông nghĩ thế nào, vì sao tên là kinh nhưng thiết chư Phật sở hộ niệm? Xa lời Phật vì nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe kinh này mà thọ trì đó và nghe danh hiệu của các đức Phật, thời những thiện nam tử cùng thiện nữ nhân
được tất cả các đức Phật hộ niệm đều được không thôi chuyển nơi đạo vô thường chánh đẳng chánh giác. Xả lời phân cho nên các ông đều phải tin nhận lời của ta và của các đức Phật nói. Xả lời phân nếu có người đã phát nguyện hiện nay phát nguyện sẽ phát nguyện muốn sanh về cõi nước của đức Phật A Di Đà. Thời những người ấy đều đặng không thôi chuyển nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nơi cõi nước kia hoàng đã sanh về rồi, hoặc hiện nay sanh về, hoặc sẽ sanh về. Xa lời Phật cho nên các thiền nam tử thiền nữ nhân, nếu người nào có lòng tin thời phải nên phát nguyện sanh về cõi nước kia. Xa lời Phật như ta hôm nay người khen công đức chẳng thể nghĩ bằng của các đức và các đức Phật đó cũng người khen công đức chẳng thể nghĩ bằng của ta mà nói lời này. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật hay làm được việc rất khó khăn hy hữu, có thể ở trong cõi ta bà đời ăn năm món trừa kiếm trừa kiến trừa phiền não trừa chúng sanh trừa mạng trừa trúng mà ngài chứng được ngôi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngài vì các chúng sanh nói kinh pháp mà tất cả thế gian có tin này. Xa lời Phật phải biết rằng ta ở trong đời án ngũ trường, thần hành việc khó này đặng thành bậc vô thượng chánh giác. Và vì tất cả thế gian nói kinh pháp có tin này, đó là rất khó đức Phật nói kinh này rồi. Ngài Xa Lợi Phất cùng các vị tỳ kheo tất cả trong đời trời người A Tu La vân vân nghe lời của đức Phật dạy đều vui mừng tin nhận đánh lễ Phật mà lui ra. Bồ khuyết tâm kinh tâm trí huệ thinh thinh rộng lớn sáng trong ngần chẳng bận mấy trần. Lào là một tánh thiên chân bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phàm mà vẫn tâm ấy lần trang sang suốt cõi bờ kia một bước đến nơi an. Trải lòng tròn đủ xưa nay công thành qua chứng tỏ bài đích đang hàng Bồ Tát danh quan tự tại khi tham thiền vô ngại đến trong thầm vào trí huệ mở thông mà soi thấy năm uẩn đều không có gì à độ tất cả không chi khổ ách trong thức tâm hiện cảnh sắc ra sân không chung ở một nhà không chẳng khác sắc sắc nào khác không ấy sắc tướng cùng đồng không tướng không tướng y như tượng sắc kia thọ
Thọ tưởng hành thân phân chia cũng lại như vậy, tống về chân không. Tòa sanh tướng nhân ông tạm đó, các pháp kia tướng nọ luôn chân. Chẳng sanh chẳng dứng thường chân, chẳng câu chẳng tịnh chẳng sờn chẳng thêm ma cơ ấy. Cõi trên không giới thể lào lào vô ngại thường chân, vốn không ngủ quẩn âm thân. Sáu căn chẳng có sáu trần cũng không thấy rỗng không, mà không nhãn giới biết hoàn toàn thân giới cũng không, mời tánh không sang suốt đại đồng. Vô minh chẳng có mưa hồng hán chi, vẫn không có thân gì già chết, huống chi là hên chết già sao, tư đế cũng chẳng có nào. Không chi là trí có nào đắng chi, do vô sở đắc ly tân cả, lòng trí huệ linh thông. Bờ kia mau đến tâm không ngại gì, không quay ngại có chi khủng bố, từng xa lìa mộng tưởng đảo điên. Tâm không rộn ráo chưa viên, niết bàn quá chứng chân nguyên hoàn toàn. Tam thế Phật y đàn bán nhà đáo bồ đề chứng quả chánh chân. Cho hay bán nhà là hơn pháp môn tôi thắng cõi chân, mau về thì thần chú linh tri đại lần, thì thần chú đúng bừng quang minh. Ấy chú tôi thượng ngoài linh, ấy chú vô đẳng thanh thịnh hoài thần, trừ tất cả nguyên nhân các khổ, thức tịnh lòng giác ngộ vô sư. Thiên nhiên chân thiền bất hư, an làm thần chú chân như thuyết rằng, biến tri minh hạnh tùng thiền thế gian.
thường trì. Điều ngự trưởng phố Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn, Nam Mô Đà Báo Như Lai, Nam Mô Bảo Thắng Như Lai, Nam Mô Diệu Sẵn Thân Như Lai, Nam Mô Quảng Bá Thân Như Lai, Nam Mô Ly Bố Quý Như Lai, Nam Mô Cam Lộ Vương Như Lai, Nam Mô A Di Đà Như Lai, Nam Mô Thầm Phương Thường Trú Tam Bảo, Nam Mô Thầm Phương Thường Trú Tam Bảo, Nam Mô Thầm Phương Thường Trú Đệ tử hôm nay quỳ trương điện, chí tâm đảnh lễ đấng từ tôn, đã bao phen sanh tử dâm dồn, trôi lăn mãi trong vòng lụng đảo. Thế Tôn đã đinh ninh dạy bảo, đuối mê say mắt xem huyễn cảnh hàng ngày, tai thính tiếng mừng đường vua ninh anh, mùi quen người mùi thơm bất tịnh, lưỡi dền theo lắm chuyện gây go, thân ham dùng găm vóc xe xua, bởi lùng dục lòng tham không đủ, lấp che lần trí huệ từ lâu, hôm nay mong giác ngộ hồi đầu, tâm sám hối phơi bày tỏ rõ. Nguyện tội ác từ nay dừng bỏ, chuyển sâu căn ra khỏi lầm mê, đại sen thành kính hướng về tịnh tam độc quy tam bảo, phần giới cấm chuyên trì chú đáo, dưng tận cùng công lễ vô minh, chi phàm phu tự lực khó thành, cầu đại giang từ bi gia hộ, dâng lòng vì đạo hy sinh, nương từ quan tìm đến bửu thành, đàn tử giang giác tha viên mãn, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Phụng tụng công đức thù thân hạnh, vô biên thân phước giai hồi hướng, phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh, tông vang vô lượng quang phần sáng, nguyện tiêu tam chương trừ phiền não, nguyện đăng trí huệ chơn minh liệu, tội chướng tất tiêu trừ. Thế Thế Thượng Hạnh Bồ Tát Đạo, nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, cơ phẩm liên hoa vi phù màu, hoa khai kiếm Phật ngộ vô sanh, bâng thôi Bồ Tát vi bàn lớn, nguyện di thử công đức
tự quy Phật xin nguyện chúng sanh thể theo đạo cả phát lòng vô thường. Tự Oh.